Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là một bộ mic từ thương hiệu là QT Otic C500. Mã đây, C500. Đấy. Tất cả bao bì là được in. Đấy, chứ không phải là dán giấy hay logo, đây là người ta in luôn. C500. Chụp form ảnh cái mic xong là in luôn ở đây, chứng tỏ là công ty này khá là quy củ và kỹ càng. Các bác nhìn thấy luôn cả cái logo QT này nhá, xong là QT to đùng này. Đấy. Chữ Q này, đấy, xong rồi này chữ T này. Đấy. Đây là một mic được mang từ nước ngoài mang về. Mặt trước mặt sau đây, bên cạnh đây không biết là có cái tờ tem nào dán không thì không thấy, nhưng nói chung là cũng khá chất lượng. Em sẽ unbox ra cho các bác xem nhé. Bộ mic này thì cho các bác lắp ở trong phòng hát chuyên nghiệp, phòng karaoke chuyên nghiệp, hộ kinh doanh, hoặc là lắp gia đình cũng được. Gia đình các bác chịu chơi để cho con này tiếng rất là hay. Đấy, nó sẽ cao cấp hơn là cái dòng QT C300. Đây là cái đầu thu. Cái này thì về cơ bản một thông số, một số các cái kiểu là thông số cơ bản thì nó giống cái dòng Sure UGX23. Thì em biết đến đâu em kể đến đấy. Mặc dù có hãng bên hãng báo là không được kể đâu, nhưng mà thôi em vẫn kể bình thường, bán hàng thật với các bác luôn, chứ không phải là bán hàng bên này bên kia nói mọc mò. Em bán là hay thì em bảo khay hay, còn không hay thì em bảo không hay. Đấy. Mà những cái hàng không hay thì em không lấy. Họ nói luôn là thì. Nhưng các bác đã biết rồi thì bên em là review những sản phẩm này với một cái tiêu chuẩn khách quan nhất, đó là đánh giá khách quan. Chứ không phải là cứ lấy về bán xong là phải khen, khen lấy khen để đâu. Em chê vẫn chê bình thường. Em là một thằng bán hàng mà rất là kỹ tính. Các bác thừa biết rồi. Đấy. Đây là cái đầu thu của bộ mic không dây này, QT C500. Đấy, in luôn cái logo đây. Mà thiết kế giống dòng C300 nhưng có nâng cấp hơn một chút. Đấy. Con này nâng cấp bên trong cái đầu thu, hộp kênh sóng siêu của nó rất là to, cực kỳ hoành tráng. Đây là cái mặt sau này. 4 anten. Đấy, hai cửa mid out cắm mixer jack 6 ly, tem bảo hành. Đấy, ốc yêu các cái đây. Cái này tí nữa em sẽ bỏ ống luôn cái này ra cho các bác xem là bên trong của nó có những cái gì. Review thì còn test là trong lần sau. Con này test thì nói chung là các bác về tự trải nghiệm thôi. Chứ còn test tiếng mic các bác nghe qua điện thoại thì cũng không thể nào phân biệt được. Đấy, em nói nôm na vậy. Con này thì sử dụng 4 anten, 4 sóng nhé. 4 cái anten. Đây là tay mic. Tay mic của QT Acoustic. Đấy, ngày xưa thì người ta còn nặng dụng băng dính, nhưng bây giờ là thấy đỡ nặng dụng hơn rất nhiều rồi. Cái nào cần băng dính mới băng dính thôi. Đây là cái tay mic QT C500. Mic không dây cao cấp. Đấy, rơi có ngắt để tự ngắt, để không hát là tự ngắt, pin tặng theo là chống lan nguồn, dây kết nối là các kiểu đây. Ok, thì bây giờ sẽ mở trong cái bộ mic này ra xem là bên trong nó có những gì nhá. Ok, bây giờ sẽ mở cho các bác xem nha. Vừa tháo hết ốc rồi. Đây này, hú trời, nhìn nó hoành tráng làm sao. Đây. Đấy, hôm nay quay trong nhà thôi, chứ còn hôm trước quay ngoài trời nó nắng chiếu nó kiểu ngược sáng, chê sáng quá. Đây là cái hộp kênh, hộp sóng của cái mic C500 của QT Acoustic này. Em sẽ mở luôn ra. Đấy. Việt Nam nói là nào. Đây, mở ra. Úi dồi, hộp rõ to bên trong mở ra là có. Úi dồi, từng này linh kiện. Cũng còn kiểu tương tự như UGX23. Đấy, con này thì sản xuất ngày 1/7/2021 này. Phiên bản là 2015, microphone 2021-2022. Hai kênh sóng thì như nhau, còn đây là cái ốp bảo vệ của nó. Cái ốp này thật ra là chỉ là tránh nhiễu sóng từ ngoài vào. Nhiễu sóng đây là sóng các cái giọng sóng kiểu là sóng xung điện từ, rồi nhiễu sóng là kiểu nhiều kiểu lắm. QT. Bên này cũng QT nữa. Nói chung là cũng bình thường. Em đánh giá con này cũng bình thường. Đấy. Mà lại được cái rẻ. Con này chất lượng mà lại rẻ. Đấy. Sóng khá là khỏe nha. Con này sóng cũng khá là xa. Đấy. Sóng rất là xa, cực kỳ ổn định. Này. Nắp nia của nó nói chung cũng chả có gì hơn các loại mic trên thị trường cả. Có mỗi cái này nhìn cái nhựa này trông nó có điêu quá các bác ạ. Em đã đánh giá các cái sản phẩm của QT Acoustic thì duy nhất của con C300 thì con ý là khá là hợp lý và ổn định. Còn sang con C500 này, mà các cái nhựa này người ta sẽ thay đổi màu, thay vì là màu tím này sang màu đen hết một loạt thì nó sẽ đẹp hơn. Mạch thì bên trong màu tím cũng được,
Đấy, nhưng mà cái miếng nhựa mà để kết nối với rắc cho các bác mà toàn màu tím thì nhìn trông, nhìn từ đằng sau nhìn trông nó cứ hồng hồng tím tím thì nhìn trông nó kiểu kiểu gì đúng không ạ? Đấy, bên em thì đánh giá rất là khách quan. Đấy, chỗ này để cái tem seri EMA nữa thì đẹp, cũng là hàng mang từ nước ngoài mang về. Đây, vì viết bên trong này khen khen, trên là trên bình thường, bán hàng rất khách quan, không có thiên vị cái gì cả. Bên em bán hàng kể cả xịn đến mấy em vẫn chê được, bán hàng nó khách quan thì các bác mới thích, chứ còn bán hàng mà cái nào cũng hay, cái nào cũng xịn, không có cái nào có nỗi này có nỗi kia thì các bác sẽ ý kiến ngay. Đây, những cái hộp kênh hộp sóng đây, người ta làm cũng khá là cẩn thận. Nói chung cái hộp này gọi là nắp vào cho nó có thôi, chứ còn khả năng chắn nhiễu sóng cũng tương đối. Đấy, nhìn trong hai cái hộp này nó đáng bao nhiêu tiền đâu mà, nhưng mà mở ra bên trong các bác nhìn hai cái hộp kênh hộp sóng nó to đùng này, trông nó hoành tráng thôi, có khi không bằng cái UGX8, UGX9 đời đầu mà đời 2006, 2008 ấy. Cái loại ý, tiếng của nó mới gọi là kinh điển, hay nhất từ trước giờ mà cái loại mic em từng bán. Từ ngày đó thì em không có cái loại mic em bán, đến năm 2014 thì 2014, 2015 thì may ra mới có một ít hàng còn sót thôi bán được. Đấy, nói chung là đây là một cái bộ mic vừa trong tầm tiền hay trong tầm giá và khá là phù hợp với các bác để chơi gia đình. Đấy, thì đây là tay mic nha các bác nhé. Tay mic này thì em cũng tháo luôn ra cho các bác xem, tiện cái nào thì tháo luôn ra cho các bác xem, quen luôn cho các bác xem cái tay mic nhé. Đây, tay mic đây em tháo ra rồi. Cái này nó có một cái logo QT in bằng mực trên cái đầu của mic, rất là sắc sảo chi tiết. Đây là cái phần tay mic thì nó có hai con kiểu như diode ấy. Đấy, nằm hai bên. Các bác mua UGX ngày xưa nó cứ mở ra xem này là biết là loại như nào. Nói thật là các bác nó cũng chả biết đi gì đâu. Nhiều các bác cứ kiểu là tưởng là các bác biết, nhưng thật ra các bác, nhiều các bác còn chưa biết cái gì. Nhưng mạch này thì em bây giờ em không xem mạch. Bây giờ em chỉ quan trọng là cái tiếng của nó như nào và sóng của nó có được xa không. Đấy, đây là tất cả những cái gì có trong cái mic QT Acoustic C500. Đấy, sắp tới thì em có review của các bác là cái mẫu mic cao cấp nữa là CU 5500. CU 5500 có những cái đời cao hơn, cũng 4 sóng, những cái loại là chuyên dùng cho các bác làm mà live show sự kiện tiệc cưới gọi là tương đối thì dùng một ý. Còn như cái này là vừa vừa nhỏ nhỏ này, như bộ này là các bác là dùng vừa vừa nhỏ nhỏ thì dùng bộ này. Đấy, đây là mic nha. Các bác nào quan tâm đến bộ mic này thì liên hệ trực tiếp qua giá tốt cho các bác. Em xin phép không báo giá công khai. Báo giá công khai thì các bác mua đâu cũng có, mà xin phép không báo giá là các bác mua chỉ có giá tại bên em là tốt nhất, được không ạ? Đấy, cam kết các bác một điều như vậy. Đấy, ok, thì hôm nay tần tật những cái gì liên quan đến QT Acoustic C500, mổ tung nội thất cho các bác xem nó là như vậy. Đấy, các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhé. Xin kính chào các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Bây giờ phải nắp vào cho test thử xem nó mở vừa nãy tháo ra có làm sao không. Thì đây là một bộ mic mới cứng mang từ nước ngoài mang về. Đấy, nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện, thuê mã đầy đủ. Các bác thích các bác có thể check QR code ở trên mã này để vào website của hãng để tham khảo giá. Nói chung là giá của hãng thì so với giá bên em nó cũng ngửa nhau, trinh này cũng phải 300. Đấy, nói qua thế nhỉ. Ok các bạn, đây nha, QT Acoustic C500. Con này chuyên dùng cho các bác làm live show sự kiện tiệc cưới vừa vừa nhỏ nhỏ, thì các bác tập chơi hoặc là mới làm thì các bác chơi cái này là vừa. Đấy, hoặc nắp trong phòng trà, phòng hát, karaoke gia đình thì một sự lựa chọn hoàn hảo luôn. Không còn gì để mà kêu. Đấy, không còn gì để mà kêu ca là tại sao thế này thế kia. Nói chung là hay trong tầm giá. Ok, xin kính chào các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Lần sau có gì hay là tiếp tục unbox review chi tiết cho các bác cùng xem nha.